thế giới. Điều kiện tham gia chương trình: 1. Các thí sinh là công dân Việt Nam từ 21 đến 45 tuổi đều có thể đăng ký tham gia chương trình đi tìm ẩn số. Mỗi đợt ghi danh các thí sinh chỉ được đăng ký một lần. Các thí sinh đã được dự thu hình chương trình đi tìm ẩn số không được đăng ký dự thi. 2. Mỗi thí sinh đến đăng ký tham gia chương trình cần mang theo một tấm hình 3x4 giấy tờ tùy thân để đối chiếu độ tuổi theo quy định của ban tổ chức và một tấm ảnh của người sẽ trợ giúp cho thí sinh trong trò chơi. 3. Các thí sinh đến đăng ký và tham gia chương trình cần ăn mặc lịch sự và phải chấp hành các quy định của ban tổ chức. Thời gian đăng ký tham gia chương trình từ ngày 9 tháng Giêng năm 2009 đến ngày 10 tháng Giêng năm 2009. Buổi sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 16 giờ tại sân vận động Hoa Lư, số 2 Đinh Tiên Hoàng, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi chi tiết xin liên hệ ban tổ chức chương trình đi tìm ẩn số của Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 38222517 2210 2554. Ban tổ chức. Đón đọc tạp chí HTV Xuân 2009. Nội dung phong phú, trình bày lạ, đẹp mắt với thông tin về những sự kiện trọng đại của Đảng và Bác Hồ trong năm Sửu. Giới thiệu những chương trình hay nhất của HTV dành chiếu trong dịp Tết. Gặp gỡ những gương mặt đoạt giải nhất trong các cuộc thi của HTV và gương mặt truyền hình, MC, phát thanh viên, biên tập viên. Trò chuyện với các nghệ sĩ hài, các ngôi sao ca nhạc, điện ảnh trong nước và thế giới. 5 gương mặt ca sĩ, 5 gương mặt sân khấu, 5 gương mặt diễn viên tuổi Sửu, 7 kiều nữ của làng điện ảnh Trung Quốc và 5 cặp đôi được yêu thích của truyền hình châu Á. Đón đọc tạp chí HTV Xuân 2009 để xem lễ hội chòi trâu ở Đồ Sơn, cùng đến thăm nhà các sao Việt, tận mắt chứng kiến chuyện lạ Việt Nam, chuyện lạ thế giới và thưởng thức các món ăn dân tộc hấp dẫn ngày Tết. Đặc biệt, đón đọc tạp chí HTV Xuân 2009 để nhận 4 món quà đầy ý nghĩa. Một cuốn chương trình đặc biệt đăng lịch phát sóng 5 ngày Tết của HTV. Một đĩa VCD ca nhạc với các ca khúc hay nhất do các ca sĩ có tên tuổi thực hiện. Một đĩa VCD hài Xuân do nghệ sĩ Minh Béo, Bảo Quốc, Thái Hòa, Diệt Hương, Hoài Linh, Thúy Nga, Nguyễn Huy. Một poster khổ lớn với các gương mặt Hoa hậu Việt Nam và Thế giới năm 2008. Giá bán 40.000 đồng một cuốn. Hàng chót đăng ký báo vào ngày 7 tháng Giêng năm 2009. Đón đọc tạp chí HTV Xuân 2009 để nhận 4 món quà đầy ý nghĩa. Tòa soạn tạp chí HTV. Enervon giúp bạn vượt qua mệt mỏi hàng ngày. Kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một ngày làm việc đầu tuần đã trôi qua. Ước vọng của chúng tôi, những người thực hiện chương trình HTV hôm nay, liên tiếp trong tuần qua là mong quý vị và các bạn không bỏ lỡ những chương trình đặc sắc, những chương trình mà quý vị và các bạn yêu thích hàng ngày trên sóng của các kênh HTV. Còn bây giờ, quý vị hãy cùng Như Quỳnh điểm qua một số nội dung chương trình sẽ phát sóng trên kênh HTV7 từ 19 giờ ngày hôm nay. Với những em thiếu nhi Việt Nam thì câu chuyện cổ tích Sự Tích Trầu Cau là câu chuyện mà các em đã được học tại nhà trường. Còn với những khán giả lớn tuổi thì câu nói miếng trâu là đầu câu chuyện, là câu nói hay được nhắc đến khi phải bắt đầu bất cứ một nghi thức lễ giáo nào. Miếng trâu tuy đơn giản nhưng là vật không thể thiếu trong sính lễ cưới hỏi của người Việt Nam. Trong chương trình Tâm Hồn Việt hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số cách têm trầu, ăn trầu đơn giản của người dân Việt vào lúc 21 giờ 50 phút. Trước khi kết thúc một ngày làm việc, các bạn nên dành ra một ít thời gian để cùng chúng tôi đến với chương trình Du lịch và cuộc sống để ngắm xem phong cảnh và tìm hiểu phong tục tập quán của những vùng đất và con người trên khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới. Chương trình phát sóng lúc 23 giờ 45 phút. Và sau đây, Như Quỳnh mời quý vị cùng điểm qua những chương trình được phát trên kênh HTV7 từ 19 giờ tối nay.